Chào các bạn nha. Mình đặt hai món hàng cũng khá lâu rồi nha. Hiện tại thì không có thời gian. Bây giờ thì mình sẽ khui ra nha. Hai món này thì nó liên quan mật thiết tới rất là nhiều đơn hàng. Và cái dòng sản phẩm này bên mình cũng muốn phát triển lên các bạn. Thứ nhất là mình muốn phát triển là thương mại lại. Thứ hai là mình muốn dựa trên nó đó, dựa trên cái kết cấu của nó. Wow. Mình quăng vô cái quạt luôn bạn. Dựa trên kết cấu của nó các bạn, để mình tạo ra những sản phẩm mới bên mình đó. Đó là một thế mạnh của bên shop nha. Tức là mình luôn luôn muốn tạo ra những cái sản phẩm mới bên shop. Ok, đây là một bộ động cơ. Bộ này thì hiện tại thì mình đang có rất là nhiều ý tưởng với nó nha. Tại vì cơ bản thì nó khá là đầy đủ. Nó khá là đầy đủ nha. Ví dụ như on off nè. Có rất là nhiều cái chức năng mà mình thấy rất là cần thiết. Mình sẽ chế lại các bạn. Một là mình bán như vậy nè, hai là mình sẽ chế lại. Bộ này thì nó đem tới cho mình khá là nhiều cái hứng, cảm hứng để chế những cái mặt hàng mới á. Một cái 800W tua cao nha. 800W tua cao. Con này tua khoảng 5.000 các bạn. Tua 5.000. Cái này thì mình chế với tua 5.000 này thì mình còn hoàn toàn có thể chế để nó kéo cái spindle, kéo spindle. Thì cái này chút mình cho các bạn xem là mình muốn kéo cái gì nha. Ở ngoài kia kìa. Nó nhỏ gọn, cái này siêu tiết kiệm và êm và khỏe. Được đánh giá rất là nhiều. Và thêm nữa thì nó chạy qua một cái bo điều khiển. Cái này nó có encoder nha các bạn. Các bạn thấy cáp á, thì là một cáp chính động lực và một cáp encoder. Cái này nó chạy qua encoder. Encoder thì nó sẽ có cái ưu điểm là khi các bạn, ví dụ như các bạn mà làm gia công á, khi bạn làm gia công á, các bạn lập trình cho nó chạy 800 vòng một phút, thì khi có encoder các bạn, ví dụ như khi có tải đi, nó sẽ, nếu mà cái động cơ thường nó không có encoder á, nó sẽ bị hụt, nó sẽ bị tải cái ghì lại, nó ghì lại các bạn, nó làm cho động cơ quay chậm lại nha. Nhưng mà ngược lại á, nếu những cái nào có encoder các bạn, thì thông thường á, thì đúng chuẩn á, thì nó sẽ giúp cho động cơ nó quay ổn định ở 800 vòng ha, chứ không có bị hụt lại nha. Không có bị gọi là bị tải nó ghì lại á. Ok, hiện tại hình như chỉ có một cáp thôi các bạn. Ok, test thử cho bạn xem nha. Test luôn nha các bạn. Cái này thì mình chỉ cấp điện 220 mình xài thôi nha. Đó. Bật nguồn là sao nữa ta? Bật nguồn vẫn chưa thấy chạy. Chắc cái bộ này các bạn. À, cái cần gạt này nè các bạn. Nó khá là khỏe và êm. Nè, gọi này có encoder. Tua đã cao. Nó có khởi động mềm các bạn. Tức là khi khởi động á, nó sẽ quay rất là dịu. Ok, để mình dẫn các bạn ra ngoài kia nha. Mình sẽ chế lên một cái máy. Alo. Có anh ơi, anh cần anh chat Zalo đi, em gửi hình này, em báo giá. Dạ không. Tôi chậm thì giảm tốc hả? Giảm tốc có một cái, anh chat Zalo đi em báo chứ. Giảm tốc có một cái. Ok, mình đem ra ngoài giấy nha.
Đem ra ngoài kia mình sẽ giới thiệu nha. Cái này là mình shop mua hàng mới 100% nha các bạn. 800W tua 5000. Cái này mình sẽ lắp lên đây các bạn. Lắp lên đây nha. Nó hơi nhỏ nhưng mà ngược lại thì nó rất là gọn các bạn. Tại vì công suất mình không cần cao nha. Cái đầu này mình sẽ lên cái bộ điều khiển. Lên phần ray. Đó, nó nằm như vậy nha. Đại khái nằm như vậy. Sẽ có một cái mặt, sẽ có một tấm nhôm nha, để nó lên. Đó, nó sẽ kéo. Hoặc là nó làm một cái bát trung gian nha. Một bát trung gian cho nó nằm ở đây. Đó, kiểu như vậy nha các bạn. Cho nó nằm bên hông. Còn trên đây á, trên đây là mình định làm thêm một trục gia công xuống nha, một trục thứ ba. Ok, bộ này thì mình sẽ để xài các bạn. Anh khách kia không lấy thì mình để xài. À, mình thấy nó cũng khá là hữu dụng. Taro khoan ha, phay gì đó các kiểu. Ok, thì cái này cái máy tiện hồi chiều mình đem qua các bạn. Có cái này thì nó giúp rất là nhiều công việc, giúp cho công việc nó trôi chảy hơn, rất là ok. Lúc trước định bán rẻ nhưng mà cuối cùng bây giờ không bán nha các bạn, để xài nha. Hãng NSK Japan, còn rất là cứng. Thì con này thì các bạn có thể làm được gì? Con này có thể chế được chạy thuyền nha, chạy thuyền. Tại vì nó rất là êm. Chạy thuyền thì các bạn mua bộ kích từ 12-24, kích lên 220. Chạy thuyền các kiểu. Chế kéo spindle CNC, trục chính á, kéo trục chính. Tại vì tua 5000. 5000 các bạn kéo tỷ lệ 1:2 thì nó lên 1 ký mấy. Có cái lẫy các bạn, công tắc nha. Bộ này thì chạy 24/24 ok nha các bạn. 800W. Ok, bộ này thì mình sẽ lên rất là nhiều việc với nó. Thì khách nào có cái này gọi là sạc vô nha. Khách nào có nhu cầu thì liên hệ shop nha. Shop sẽ lên những ứng dụng hoặc là sẽ bán phân phối lại nha. Ok.